Cùng bị bắt giữ với tướng Gámez còn có một đại tá, cũng thuộc lực lượng phòng vệ quốc gia Bolivar. Đây là hai sĩ quan cao cấp nhất thuộc lực lượng vũ trang Venezuela bị cáo buộc liên quan tới vụ việc nghiêm trọng này. Như vậy, đến nay, cơ quan chức năng Venezuela đã bắt giữ 14 đối tượng và phát lệnh truy nã, triệu tập 27 đối tượng khác. Trong số các đối tượng liên quan còn có cựu chủ tịch quốc hội Julio Bouquet, hiện đang tị nạn tại Bogota dưới sự bảo trợ của chính phủ Colombia, và nghị sĩ Juan Requesen đã bị bắt tạm giam. Ngày 4 tháng 8, khi Tổng thống Maduro đang phát biểu tại lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập lực lượng phòng vệ quốc gia Venezuela, thì bất ngờ hai thiết bị bay không người lái có gắn chất nổ được kích hoạt và nổ tung, khiến ít nhất 7 binh sĩ bị thương. Tổng thống Maduro và ban lãnh đạo Venezuela có mặt tại sự kiện đã được sơ tán an toàn.